ចឹងមុននឹងឈានចូលទៅដល់ក្លឹមសារក្នុងការបកស្រាយជារមូលសំណុំពោសូមបងប្អូនរីករាយមើលជួយចុច លំហាត់ជាក់ស្ដែងនៅពេលដែលបងប្អូនឬក៏ពេលដែលបងប្អូនទៅស្រាវជ្រាវណាចុះទៅស្រាវជ្រាវនៅក្នុងស្ថាប័នបងប្អូនអាចយកគំរូនៃការណែនាំដែលអ្នកគ្រូអនុវត្តនៅក្នុងវីដេអូភាគទី3យកទៅធ្វើជាការរៀបចំជាដំណើរការនៃការរៀបចំខ្លឹមសារដើម្បីរៀបចំសារណែនាំរបស់យើងណាចឹងដែល ສໍາລັບបងប្អូនដាក់នៅក្នុងក្លឹមសារឯកសារ Total cost của bao nhiêu? Cứ smile chỉ mỗi nè purchasing cost. Cứ thay tên đam tên sản thị bộ chỉ mỗi nè ordering. Cứ thay để chia tính rồi có là tài cám bộ chỉ mỗi nè thay cam cáp sản thị nè holding cost. Ok, chân kẹt tôm thay cứ miệng bấy mà skin nè chân kẹt tôm tận năng ở rupa môn liên bang nghĩa purchasing cost cứ smile rồi gặp chạm chân nắm nè. Còn chỉ muốn thay đam chụp này khi nông ở mỗi ai được ta thì tập hóa bộ chỉ muốn là ordering cost, ordering cost cứ smile rồi đồng đồng ca phải chăm chứ nắm chai chỉ muốn là phải mà người dân mà chia tên đó mà đó cứ coi nó còn chỉ muốn là thay mình chia tên khi nông ai được ta đó mình chia tên đó mà đó bộ chỉ muốn là holding cost cứ thay căn cấp so này thì thay căn cấp so này thì cứ chia mà show mỗi so này thì đại dương mình chia tên còn chỉ muốn là thay đại dương căn cấp so này thì người ta đón chống coi lời phí ហើយចំពោះប្លាយដើមដែលអ្នកគូកានីតាមមធ្យមឆ្លៃដើមមធ្យមគឺស្មើនឹង OK, chẳng hạn nếu không biết cứ để cố cho bằng hai thà ta ăn được cùng một vài khác để dương rước co ăn được cùng sai câu này khác để dương trang triêm riêng trong là bài cú phơi chỉ cả bằng hai nếu không rút hiệp tiện tôn thì năng cả cơ pro xong thì bàn lò chẳng tim mũi cứ dương thở có đi chia ăn cùng tim mũi cứ total cost nhé chẳng tim pi cứ ăn cùng một to để dương thở đắng lúc cứ đó là cụ bằng hai chia tên là nấy nhé chẳng ăn cùng để dương thở thôi ca sắp xá miên đó bây sống khăn cứ khi mũi đẹp tôn và năng ở total cost cứ khi xì ní cứ dương smart chúng mình lại lên nó cứ một con cả mỗi ní con đó cứ trắng như ba mà mới thì làm còn đó cứ được bù cho sự cao cảnh đó bộ chỉ mũi được đồng rau cà trắng ở bí hay lại ní cứ như cạn một cung cho năng người cái hai tập bảy mà đó cung cho năng cuối ok hay đi ní cứ dương đắng ấy mình làm con chạy nó quý quý dưỡng cư chị đồng lại vậy thêm muối chẳng quý đi má ở đâu phải ai dưỡng cư mùi chẳng cô nó một con kẹo một canh tới bữa mà còn cái tiết bột mình này thì với cư quý quý dưỡng chị đồng lại thêm đớt nhá chẳng xô bị mùi lại nhưng người xô bị muối chạy phí dưỡng ban xô bị tạ xô bị xô phạm quý chẳng đi cư ăn cúng
thoại đam thoại đam sờ rộng nè tẹt tôn chị ăn cung từ lần cuối nhưng số xem được bài đó này ông thầy sư yếu cứ ăn cung từ lần cuối nè chân mình đây thả nhạt biết cứ cùi các bạn nè chân ở lại đi chuột nè chân dương ăn cùi trái túi và to mình tiếp ăn cung tivi để dân thở đắng cứ tẹt tôn từ lần ordering cost nè ordering cost chúng ta để oxy mà nè oxy sai cao rồi cứ chọn đào ăn cung từ lần cùi được nhé chân cối cứ chèn nhạt chân dương từ mua máu dương vô xong rồi nhạt nè ordering cứ một quan một ngàn mối chai từ lần cùi hay là fly mới tiếp cứ ăn cung mới tiếp cứ holding cost nè cứ holding cost cứ chỉ ăn cung thì bấy để dân thở sắp xa đấy cái ô máu ô xuống bạc lại như thế nào đấy ô holding cost tốt thì xì mất mắt vàng thì xì ăn cung từ năm cuối cứ smile xuống chân xuống ăn cuối nó chẳng biết ăn cung bay nữa tim muối cứ fly down cứ dân thở ca cung sai cầu lên muối tiếp đi dân thở cú thay thay đau một tiết ordering cost hay là tiếp bấy cứ dân thở ca cú holding cost nó không nông grab bao nhiêu chứ này ông này từ chơi riêng chọn đấy cứ chơi ăn công sai công để thở ca cú nâng thở ca bằng hai nó không nông ở ca sạch sa tẹt tôn từ nâng ở ca cũng nói yêu chú chứ nó không nông chuẩn có lấy chuẩn nói yêu chú nó cứ yêu chú cứ chơi chuẩn nói đại phu ở thay này cái hai ordering cost nâng holding cost cứ cắt khía nó hay đi phu ở total cost dương thật là tin tăng chậm lại tiêu bỏ cho bạn 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 mà chân lực nông ca bằng hai cú sai cao này cú sông cú ca bằng hai chân lực nông ca cú sai cao của ông ôn ai ở miền tây tháp ôn ôn đặt ra cam bị thí lực nông ở tu được xa bơi vào công sự tơ chứ nó mấy cú rư có ôn ôn ai cú chỉ đai chúng ta hai điều nâng cao bạn đó và ôn ôn nông ca cú sân bậc ôn ôn miền tây cao bạn dương ai ra cam bị thí lực nông ở em cam bị thí đặt đòi nông ca cú ok, chẳng hạn trong nick cứ này cũng một bằng hai để tôi tận dụng tiêu scrap sai cong bị đó là phần bay nắng cho kia nó không phải thành công sai cong thành một nhé chắc này cũng xong tôi ca cung lại một lần đi chắc phải sai cái kia nên mình cầm nắp này cũng xong mình cầm nắp để tận tôn tận dụng tinh lần này chưa lấy tế chắc này cũng xong tôi ca cung sai cong thành tuy ho tại chân mặt đấy chắc ở dương niên bằng to thế thì hao nó fly down nó tẹt tôn là nó total cost đó cứ mean total cost holding ordering cost và holding cost chẳng sai ạc lý đồng nàng fly down hay ạc lý cứ đồng nàng ở tại mà chẳng chúng nó dương ban sạc xá cam bây giờ video ti tí cứ EOQ để dương rô khơi đó cứ smile nó mà rõ chất sạc bay ra tất mà rõ chất sạc bay khác chiền đó BP ở bên tay ở nhà phủ xong mặt chất sạc bay đơn á chân lại chất sạc bay đưa hai lại nít chân ordering cost cứ chia ăn công việc dương mơ ordering cost vì chị ăn công sai cáo nó sai cáo nghĩa chân sai cáo nghĩa ở miền đây tha vì ở đời xa tại cuối cứ prai prú cứ mình ai tô chiến sâu đây chân vì thoi chọc nó vì thoi chọc máu bị dùm lại na môi má rọt một lại nè đấy chẳng mà cái cứ thô thò cost vì chị ăn công rồi thói đời xa tại cuối thông chiến thông chiến sâu nữa thông chiến mà sâu chắc lại đi ăn ập tế được ai gặp không nhìn số của bia chai chỉ một số thật này đấy ok trong bia đâu lại này nó dân tan đó hô thọ cái này xong tất rồi cái hao thái ordering cost đấy ok sai con ordering cost trong toàn bát tiết dương ở khu holding cost holding cost này ở cứ chia một toạt sẽ mấy ca một toạt ở linear nhưng một toạt ở trống nhá trong dương cắt tất cả lại sâu tới trong việc cắt nó hơi một phần chỉ môi nè rồi cạp môi nè thì họ cạp môi nè đi tới mình cứ tiêu hóa cứ đi chơi được bệnh đấy chứ là lấy rồi holding cost hết cho holding cost cạp lại nè lại nó cao cái lại EOQ như nó cứ smile chỉ môi nè rồi chụp sẽ mấy cái lại nè chẳng cứ smile bằng nó hai đẹp con bằng nó ở chừng này lại nít đi ai cũng hóa chứ như chúng mình lấy mà chứ như là xa tay đập lại cái bên cùng chứ như là yên á như là yên cái tuổi chứ mà tiêu thà lại đi còn mấy chục nữa mấy chục tan đó mấy chục tan chẳng hạn nhé chẳng nó về đại đẹp học nên tôi cú vì ai là yên người ta bởi yên cú được ba cầm khi một công chúng ta tới vì ai một đồng smile tận đồng nhé lại nhé của yên cú tới yên trai tới yên đi vào hai chục còn mấy chục học chiếm rồi thì ai đã mấy chục học chiếm đó kẹt đó
bạch cam thì muốn lấy cơ đi ban cùng bạn chơi học vì hiện lớn học phơi sau những bài học kẹt mình thấy nhé trong vì sơ sơ thì biết là gì tại vì sai riêng một cô này riêng một cô đồng nó chơi bánh như cạn ở sông pi chèn ok chào mừng hãy bắt đầu tiếp cứ ăn cùng thô to kho vì thật nó không lớn nhỉ nhé thật nó không lớn nó chẳng có lãi nhỉ nhé riêng thở thua mất ở lãi nó tiếp những cái một học chẳng là vì chúng nó đã bạo bạo mà nhé lại bạo mà bởi vì nó có lãi nữa cứ lãi đó mình nên thở thô kho cứ ra vẹn tôn thu thọ khó chẳng ơi nó về để bộ ôn cú này cô bị chạm vào đòn tiếp xong bộ ôn ra vẹn tôn tên nó ép rư gô cao bị thi cú sai cao tại đòn tên á chẳng dương vô ảnh cung chẳng luôn ảnh cung thu thọ khó để mình tìm đồ nên đây tha play play mình chia tính phải làm chia tính bộ chủ mua mình play mình chia tính hai bộ chủ mua mình play càng càng phải làm hay tổng có những cú để tôn cho nên cái hào ta ordering khó cứ thay bình chỉ tính cứ như chúng nó đây chuột chúng nó cũng quỳ nó quỳ nó sang cái ai tới hay holding khó này cứ như cái hào ta chia số mấy ca một tuần liên nhẹ nó chia số mấy ca một tuần liên nhẹ như chuột nó như chạm địa như cú nó dục quỳ nó chia tầm là cái chèn nhà ok chương mới tiện tôn tôi đang ở chương mới video này cứ để cuốn sông được cho hai person bọn mình cùng hỗ trợ rồi ប្រើប្រាស់ពាក្យពេចន៍ឬកាបញ្ចុះបកស្រាយសំខាន់តែពេលទៅពីសំណាក់ប្រិមត្តវិទ្យាបងប្អូនសិស្សានុសិស្សនិស្សិតលោកគ្រូអ្នកគ្រូសាស្ត្រាចារ្យផងដែរអរគុណច្រើនជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយដល់ជួយជួយ subscribe និងជា like វីដេអូនេះផងដែរជាមួយនឹង channel ESP Education ក៏ដូចជា ESP Education Training របស់យើងផងដែរខ្ញុំសូមជួយចុច subscribe និងជួយ click ឬក៏ជួយបណ្ដាញនៅវីដេអូរបស់យើងផងដែរអរគុណច្រើនជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយបាយបាយ